sao chậm trình này cho rồi chưa mấy này các coi nè. Thì nhóm này là chỉ cần chúng ta tắm sao dừng cái buồn là xong. Hai trăm gram nữa được rồi. Ê, các chị là dạ, dạ là an toàn dưới dưới sông đúng không? Có gì đâu phải không? Hai chục ngàn dưới à? Mấy cây bà tặng bánh là cho cháu nhỏ gì? Mấy ngàn mua 10 ngàn à? Mua 10 ngàn trên 8 ai bán nhiêu bán? Bự bự không á? 8 phần con mua 10 ngàn. Vậy bạn ta bán nhiêu ta bán? Bảy ơi. Vô nè, vô nè. Vô. Tao còn 3 cây nè. Mày quay phim mày bỏ tao ra ngay bên. Chứ mỏ ông già quay vô số hình. Ờ hình số quắc à, mày bỏ tao ra đi. Tao chỉ quay cái là quay cái nhà đẹp, lên nhà được cực kỳ không? Lên mái nhà cực kỳ đẹp không? Tao chỉ quay cái mái nhà thấy chưa? Công nhận là cái nhà đẹp ha. Đúng rồi, tao lên quay là tao quay cái mái nhà nhìn nó đẹp thôi chứ quay chính người ta không nào đẹp chừng nào đấy số hồn. Nào đấy. Chung cái nhà thì làm rất là đẹp. Mà người ta thì ai cũng xấu chừng. Ở đây dính mấy cái để dính cái trống này cha. Luôn rồi cái trống này. Đưa cái máy đây. Đóng mà lựa cây tét nữa cho nồi cây trống mà lựa cây tét nó chết luôn rồi. Ai bữa đó tao nó nhắm tao nó xài được không thơ? Cái này cái tao bẹt cũng tét thật từ căng được chứ. Ở đây còn cái nhà này mát, con nhà bự cao nè chứ hay là còn nóng nữa. Bây giờ Phan. Rồi. Chưa vô. Chưa vô. Đây dịnh ra. Ê. Có lại. Có lại chút xíu. Ta làm cục cân xíu thì làm cho dài hơn bởi vì cái nó khó ha. Nó bị dính hà mai, bị dính hà mai. Bật lên đi. Chịu chân đi. Đây nè. Ở đây dựng lên nó có gì? Nhìn thấy dáng đẹp quá không? Bực được rồi. Xiên tạm mà. Đẩy bển á, đẩy cái bển á, cái bển nó đang ngã qua, đẩy cái bển á. Đẩy cái chỗ con thương bển kìa. Đâu đây vậy? Đẩy bên chỗ con thương á. Đẩy cây con thương coi. Thank you.
tắc rồi. Lưu cui làm đây xong là chỉ còn dựng 3-8 cái buồng là xong á. Gia đình này nè, nhưng mà cái mặt xe ra sao nhìn nó đẹp cái nhà hơn. Ông đâu cần đợi là nhất định xây mặt ở đó mới bắt cầu ngang sông, đâu phải vậy. Mình vẫn đi lên đường này nhưng mà cái mặt mình xây ngang sao cái nhà nó đẹp. Chứ cái mặt xây vô đây thì cái nhà bên sông nhìn qua nó đẹp bằng. Nếu mà xây nhà này ra bên đó là nhà đẹp cực kỳ á. Nó là... Dạ. Sao? Không, ý em nói là cái mặt ra sao á, tức là khi mắt ra sao cho nó đẹp hơn á, tức là cái nhà này cái mặt xây ra sao nó đẹp hơn, thì thẳng ở bên kinh bệnh á, đâu có cái mặt xe cái mình vẫn đi lên đường này, vẫn đi lên đường không bình thường như cái cửa sao nó bắt cầu, nhưng mà cái mặt mình xe ở bệnh, đâu phải nhất định đi lên đường cửa, đúng không? Đi lên đường nào miễn lên nhà được thôi. Xây mặt ra ngoài hứng gió mạnh nhiều hơn. Đúng rồi, xây mặt qua nó đẹp hơn. Cái máy gió bay cho nó rồi. Từ từ đi cho đóng trên xong đi hả? Cái này. Thank you.